Nền kinh tế Nga đang gặp phải nhiều thương tổn do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra. Thế nhưng giữa bức tranh ảm đạm, Nga vẫn gặt hái được nhiều thành tựu đáng chú ý. Đầu tiên phải kể đến phản ứng nhanh nhạy của chính phủ Nga đã giúp giảm thiểu nhiều tác động tiêu cực đối với nền kinh tế. Khi Mỹ và Liên minh châu Âu sử dụng con át chủ bài đóng băng, dự trữ và ngoại hối, cũng như đẩy một số ngân hàng chủ chốt của Nga ra khỏi SWIFT, hệ thống kết nối hơn 11.000 tổ chức tài chính và ngân hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ngân hàng Trung ương Nga lập tức tăng lãi suất cơ bản từ 9,5 lên 20%. Hành động quyết liệt và kịp thời này đã giúp ngăn chặn dòng tiền chảy ra khỏi hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, nền kinh tế Nga cũng bật chế độ hướng nội khi chuyển sang tự cung tự cấp. Với chính sách có tên pháo đài Nga, chính phủ nước này đã đẩy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm trong nước. Trong khi đó, các nhà máy cũng tăng cường sản xuất hàng hóa quân sự và các sản phẩm thay thế cho những mặt hàng nhập khẩu từ phương Tây. Những người biểu tình đã phóng hỏa Đại sứ quán Thụy Điển ở thủ đô Baghdad của Iraq vào sáng sớm 20 tháng 7 để phản đối vụ đốt cuốn kinh Koran ở Thụy Điển. Các cuộc biểu tình phản đối vụ đốt cuốn kinh Koran ở Thụy Điển đã diễn ra tại Iraq từ ngày 29 tháng 6 khi hàng nghìn người dân tập trung gần Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Baghdad để biểu tình phản đối vụ một người tị nạn ở Thụy Điển đốt bản sao kinh Koran hôm 28 tháng 6. Cảnh sát Iraq đã phải phong tỏa các tuyến phố bao quanh Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad bằng các khối bê tông dày, khiến người biểu tình chỉ có thể tập trung trên đại lộ gần khu vực Đại sứ quán. Biện pháp này được triển khai sau khi người biểu tình đã tràn vào bên trong Đại sứ quán Thụy Điển trong ngày đầu tiên và ở lại đó khoảng 15 phút trước khi bị lực lượng an ninh đưa ra ngoài. Ngoài thủ đô Baghdad, một số cuộc biểu tình với quy mô nhỏ hơn cũng đã diễn ra ở thành phố cảng Basra hôm 30 tháng 6 với sự tham gia của hàng trăm người. Các cuộc biểu tình này được tổ chức bởi những người ủng hộ giáo sĩ dòng Shia Mottada Sad. Ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ nghi ngờ bị điện giật ở bang Uttarakhand, phía bắc Ấn Độ vào ngày 19 tháng 7. Vụ việc xảy ra bên trong một nhà máy xử lý nước thải thuộc chương trình hàng đầu của chính phủ liên bang tập trung vào việc bảo tồn sông Hằng. Cơ quan chức năng cho biết những người thiệt mạng bao gồm một sĩ quan cảnh sát và 3 nhân viên từ lực lượng bảo vệ, đồng thời cũng cho biết thêm rằng đã có nghi ngờ về cái chết của những người sau đó khi họ cố gắng cứu sĩ quan cảnh sát. Nguyên nhân được cho là nổ máy biến áp và gây nhiễm điện vào cây cầu bắc qua sông Alanada. Chương trình trình diễn ánh sáng Sublime đang được diễn ra tại nhà thờ muối nổi tiếng của Colombia, Zipaquirá, nằm ở độ sâu 180m so với mặt đất. Hình ảnh ánh sáng được tạo ra nhờ các máy chiếu hiện đại nằm sâu trong lòng đất, khiến ánh sáng được nhìn thấy rõ ràng hơn. Điểm nhấn của màn trình diễn là hình ảnh của các cửa sổ kính màu của các nhà thờ trên khắp thế giới. Ngoài ra, hình ảnh các thánh đường thời Trung Cổ cũng xuất hiện trong buổi trình diễn này. Nhà thờ muối Zipaquirá nằm trong lòng ngọn núi Halite, được gọi là nhà thờ muối vì nó được xây ngay trong đường hầm của một mỏ muối sâu 200m so với mặt đất. Nơi này cũng được ca ngợi như một viên ngọc quý của kiến trúc hiện đại.